là xoài, xoài ở bên Canada nha anh chị. Cái mùi nó rất là thơm và nó rất là ngọt. Nhưng mà cái gì nào mà có gì qua Canada rồi, đây là xoài của Canada, không phải là xoài của Cẩm Bể, không có chơi cái khác mà nó là nhập trồng từ Canada. Cái này nó rất là good. Ở đây là hồng, ở đây là nho, rất nhiều loại. Đây là cái kế, đây là cái nho này thì đây là cái nho nó rất là lạ. Nho của nó là một chùm. Vậy là mình mua chôm chôm. Đây là chợ bên Canada, chắc chi ở bên này. Là đu đủ anh chị ạ. Không mất vo, đây là chôm chôm. Đây là chôm chôm ở Canada đây. Canada có rất là nhiều trái cây anh chị.